xe chuẩn bị đi báo này anh em ơi. Anh em sẵn sàng chưa? Are you ready? Ta làm trailer đó. Yo. Rồi đây. Vô địch Việt Nam. Yo, anh em ơi. Việt Nam vô lên. Cuộc đấu chính thức cuối cùng của trận đấu giữa và những cổ động viên rất là nhiệt huyết của chúng tôi đang ở đây. Sau khi Việt Nam chiến thắng thì dưới khu vực Phước Lâm của mình đang là có một sự cuồng nhiệt của các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam. Các bạn trẻ, các bạn đi báo rất đông. Dòng người đang bắt đầu đua nhau đi báo. Tôi hy vọng với mọi người là đi báo rất là trong bình tĩnh, vui vẻ thôi. Quay lên cho em hùng á. Thôi đừng có hùng, bớt hùng lại. Quay lên cho em hùng. Rồi, bây giờ chào chào tất cả. Lấy luôn kìa.